sáng tất cả các bạn. Và bây giờ mình đang ở tại McDonald's. Và cái video ngày hôm nay là một video về mùa hè summer. Và chắc thời điểm này các bạn đọc cái tựa của cái video ở ngay dưới đây nè, các bạn cũng biết là mình sẽ làm gì xuyên suốt cái video ngày hôm nay. Đó chính là 100 đô outfit mùa hè. Nhưng mà tới thời điểm này thì mình vẫn đang đợi một cái người anh, một người bạn của mình đang trên đường tới đây để chúng ta có thể shoot cái video này. Tại vì trong cái video ngày hôm nay chúng ta có tới 2 khách mời rồi mọi người. Khi mà tất cả mọi người đều ở đây, mình sẽ giới thiệu với lại các bạn từng người một. Và chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về những gì sẽ diễn biến trong video ngày hôm nay nha. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Danh, mình là anh của Fabo. Mình đã từng xuất hiện trong những video trước của Fabo. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi shopping. Yo, xin chào các bạn, mình là Lâm và mình là anh của Fabo. Và mọi người biết đến mình là DJ 74. Mình đã từng xuất hiện trong các video của Fabo. Và hôm nay tụi mình sẽ đi shopping nha. Và đó chính là 2 khách mời cho cái video ngày hôm nay. Và chắc chắn các bạn cũng đã gặp 2 nhân vật này trong những cái video của mình. Và một trong những cái video đó, đó chính là ăn hết tất cả menu của McDonald's trong vòng 10 phút. Và nếu các bạn vẫn chưa xem, mình sẽ pop cái link nó ngay đây. Và cái lý do ngày hôm nay chúng ta có 2 khách mời trong cái video này, tại vì chắc chắn mình không thể nào làm được cái content này một mình. Và ngoài ra thì các bạn biết ở Việt Nam mình sẽ rất là khó tìm được những cái món đồ size của mình, đặc biệt là áo và quần. Do thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái sự trợ giúp của anh Danh và anh Lâm. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn giữa 2 cái phong cách khác nhau, cái cách mà họ sẽ phối đồ và chọn ra một cái outfit dành cho mùa hè trong cái video ngày hôm nay. Mỗi người sẽ có budget là 100 đô và họ sẽ gói gọn tất cả từ quần, áo, đặc biệt là phải có giày, tất cả trong 100 đô đó. Thì ngày hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu cái video này, mọi người sẽ cùng nhau ăn sáng ở tại McDonald's và sau đó sẽ tới cái địa điểm đầu tiên, đó chính là Vincom. Let's go. Bây giờ thì họ đã đem những cái phần ăn sáng và ăn trưa của mình với lại anh Lâm và anh Danh ra. Mình sẽ bắt đầu với lại cái phần ăn của mình ngày hôm nay. Nhưng mà mình muốn nói một chút xíu đó chính là ở tại McDonald's họ sẽ có 2 cái phần combo mới. Và phần combo buổi sáng thì lúc nãy mình có hỏi là được bắt đầu từ 4 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa. Và đó cũng là lý do mà lúc nãy các bạn thấy cái scene khi mà mình vừa gọi xong cái phần của mình á, thì họ đã đổi cái menu qua cái menu buổi trưa. Thì hình như cái menu buổi trưa được bắt đầu từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ chiều. Và cái giá chênh lệch là vào menu buổi sáng chỉ có 29.000 và vào buổi trưa thì sẽ là 39.000. Thì hôm nay thì mình gọi cho mình một cái muffin. Thì muffin thì nó hơi khác với burger, nhưng mà mình cảm thấy khi mà chúng ta ăn muffin vào buổi sáng á, thì nó sẽ nhẹ bụng hơn. Và đối với lại những cái combo này á, chúng ta sẽ có rất là nhiều option, nhưng mà chúng ta sẽ được chọn 2 trong tất cả những số option đó, là một món chính và một cái món nước đi kèm. Và đặc biệt là vào những cái món ăn buổi trưa á, thì chúng ta sẽ được gọi một phần cơm nè, gà, burger với lại cái món kèm sẽ là nước kem khoai tây, hoặc là ngoài ra chúng ta có cả súp nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái muffin hôm nay mình gọi là một cái muffin thịt nướng. Thì các bạn có thể thấy là đây chính là cái bánh muffin của chúng ta, cái hình dạng của nó khá là khác với lại cái bánh burger mọi người. Vì burger thì nó sẽ dày hơn, sẽ có cà chua, sẽ có lactose. Và ở bên trong thì chúng ta sẽ có 2 cái miếng muffin, một cái miếng thịt nướng với lại một cái miếng cheese. Ngoài ra thì mình sẽ gọi thêm cho mình một cái ly cà phê. Và các bạn biết là vào buổi sáng mình không thể nào thiếu cho bản thân mình một cái ly cà phê sữa đá. Và chắc chắn rồi, đây là một combo rất là hợp lý dành cho một cái buổi sáng để bắt đầu một ngày thật là fresh của chúng ta. Thì đó là cái phần của mình, một cái bánh muffin và một cái ly cà phê. Đối với lại anh Danh và anh Lâm thì họ đã gọi 2 cái phần vào buổi trưa, đó chính là cái phần có giá khoảng 39.000. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái phần ăn của anh Lâm cho buổi trưa ngày hôm nay nha mọi người. Ok, và hôm nay mình chọn cho mình khẩu phần ăn buổi trưa với giá 39.000, đó là phần burger và đi kèm đó là nước. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái burger của mình. Anh gọi burger gì vậy? Anh gọi burger phô mai đặc biệt. Mà hôm nay là phần ăn của mình là một miếng gà vô cùng dễ thương nha các bạn. Miếng gà cực kỳ giống Fabo. Và một phần nước đi kèm. Và đó chính là cái phần ăn sáng và ăn trưa cho mình với lại anh Lâm và anh Danh cho buổi sáng buổi trưa ngày hôm nay. Đó là một cái combo mới của McDonald's vào buổi sáng và buổi trưa, chỉ với 29 và 39.000 đó mọi người. Giá rất là vừa túi tiền. Lúc nãy á, mình có nói là mọi người sẽ có budget là 100 đô đúng không? Ngoài ra mua được quần áo và giày nè, còn có thể sử dụng cái số tiền trong cái phần budget đó để ăn sáng và ăn trưa nữa. Tại vì thật sự nếu mà đối với anh Danh và anh Lâm thì mỗi người chỉ vừa mới xài 1,5 đô thôi mọi người. Và mọi người còn mà trong cái phần budget của họ là 98,50 đô. Và đó là cái số tiền mà họ sẽ dùng để mua quần áo ở tại Vincom và giày ở tại Saigon Centre. Thì ok, bây giờ mình sẽ có một cái đoạn montage, một cái đoạn B-roll khi mà mọi người đang ăn, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tại Vincom nha. Lát nữa gặp lại mọi người. Ô, với lại mình quên nữa mọi người, trước khi mà chúng ta bắt đầu với cái đoạn B-roll, một cái đoạn montage khi mà mọi người đang ăn sáng, ăn trưa, mọi người hãy pause cái video này lại ngay bây giờ và hãy đi tới cửa hàng McDonald's nào gần nhất có thể và mua một cái món ăn nào đó, hoặc là cái combo 29 hoặc là 39 ngàn. Mình không biết các bạn đang xem cái video của mình vào thời điểm nào, sáng, trưa, chiều hoặc là tối, để pause lại ngay bây giờ, mua một món ăn nào đó và hãy cùng mình ăn McDonald's và trải nghiệm xuyên suốt cái video này nha. Let's go. Và bây giờ thì tụi mình đã tới Pull & Bear, và chắc chắn đa số các bạn ở ngoài đó cũng biết Pull & Bear, tại vì đây là cửa hàng bán quần áo được nằm ở tại Vincom, trong khu trung tâm thương mại Vincom. Thì tất cả những thông tin chi tiết từ những nơi mình đi ở đầu video này, McDonald's, Vincom, Saigon Central và kể cả nhạc của video này, mình sẽ để ngay dưới phần mô tả, ngay phần description để cho các bạn có thể vào và tham khảo. Thì ở cái budget của mỗi người ngày hôm nay là $100. Thì lúc nãy mình có check ở trên Google mọi người, thì cái tỷ giá ngày hôm nay đó chính là 2.325.115 đồng, và đó chính là cái budget của họ để có thể mua một cái outfit hoàn chỉnh từ quần áo cho tới giày. Và ở tại Pull & Bear thì chúng ta sẽ mua quần áo trước, và cứ mỗi lần thanh toán thì ở trên màn hình sẽ được trừ ra những cái thanh toán đó. Và để xem ở cuối video này, khi mà mọi người có một cái bộ đồ hoàn chỉnh và xem ai sẽ dư tiền và ai sẽ bị lố tiền và ai sẽ make it hoặc là not make it. Bây giờ anh Lâm sẽ đi qua bên đó lựa đồ, rồi Danh sẽ đi qua bên kia lựa đồ, và mình sẽ đi theo họ để xem hôm nay họ sẽ mua cái gì. Let's go. Chắc là anh sẽ lấy cái áo này. Pull & Bear hả? Cái này có màu đen không ta? Có màu đen. Có thể anh sẽ mặc quần màu đen và anh đợi nó màu khác. Không, anh thấy ok mà. Size XL được mà. Với lại các bạn biết gì không, thì mình chọn cái location này để shoot cái video $100 outfit mùa hè là tại vì vào cái thời điểm này tại Pull & Bear mọi người đang được giảm giá, và đôi khi những cái quần jeans này á chỉ bắt đầu từ 229 ngàn thôi mọi người. Do thì trong cái budget để vừa có thể mua quần áo với lại giày, chúng ta có thể mua được khá nhiều đồ, nhưng mà ngoài ra là những cái đồ chất lượng rất là tốt và đẹp ở ngay tại đây nữa mọi người. Mình không biết ở đây có size xuống không, nhưng mà nếu mà có thì lát nữa thì có thể mình sẽ join cái challenge này cũng vậy. Danh và anh Lâm. 31. Với lại chắc là anh Lâm, anh với lại Danh lấy mỗi người 1-2 outfit, và sau đó vào cái phòng thay đồ và thay ra thì mọi người kết luận lại là ngày hôm nay mình sẽ mua cái gì cho phần quần áo. Với lại mình á, mình thấy đối với lại mùa hè thì chúng ta nên mặc những cái quần short, đặc biệt là những cái quần jeans distress, xong rồi áo thun hoặc là những cái áo sơ mi á mọi người, nhìn summer vibes mà chúng ta hay đi biển mặc á. Và ngoài ra thì ở buổi tối chúng ta cũng không nhất thiết phải mặc quần short, nhưng mà mình cảm thấy cái này là mình không nói là summer outfit nha mọi người, nhưng mà mình cảm thấy những cái quần này cũng nhìn rất là hay á, basic thôi. Và ở bên hông chúng ta có một cái lằn chạy dài từ ngay lưng quần cho xuống tới cái cổ chân của chiếc quần này. Và ngoài ra cái này cũng là jogger pants nữa mọi người. Cái quần jeans này chỉ có 500 thôi mọi người. Budget của Danh đang có thể là còn 1 triệu 8. Mình muốn point out một điều nha, hồi nãy mình với lại Danh mới thấy á, cái windbreaker này mọi người nhìn rất là hay, nhưng mà không có dành cho video này, tại video này là summer, mùa hè. Nhưng mà đối với cái windbreaker này nhìn cũng rất là hay. Có họ có một cái màu xanh lá, một cái màu neon, màu hồng này. Chỉ có 700 ngàn thôi mọi người. Và cái này là hình như không có sale, mà đối với những cái khu vực mà lúc nãy anh Lâm với anh Danh nó lựa thì những khu vực đó họ có sale thì được giảm từ 100, 200 tới 300 nghìn luôn đó mọi người. Anh có biết anh đang bị lạc đề không? Mình với anh Lâm đang đứng ở đây để xem những cái áo thun của họ, thì áo thun chỉ bắt đầu từ giá 299 ngàn thôi mọi người. Do thì đối với cái budget giống như lúc nãy mình nói thì chúng ta có thể mua được khá là nhiều, có thể mua 2 cái áo thun với lại một cái quần short nữa mọi người. Lúc nãy mình với lại anh Lâm có nói cái áo thun này cũng nhìn rất là đẹp, Baja hả, mình cũng không chắc, Baja hả, Baja California Desert. Và đằng sau có một cái hình sa mạc với lại những cái cây xương rồng. Cái hình nãy mình nói nhìn khá là giống những cái áo thun, mình không có chắc nha, nhưng mà giống như cái merch của Travis Scott đó mọi người. Cactus Jack. Cactus đó là cái cây xương rồng đó mọi người, 399. Giống như mình nói lúc nãy ở đây cái áo thun dao động từ 299 trở lên đó mọi người. Một cái outfit có cả kính nữa chỉ có thêm 300.000 đó mọi người. Cái nón này của Lâm đang đội mọi người là còn có 230.000 à. Ngày xưa mình thấy Danh rất là hay mặc áo sơ mi đó, do đó lúc nãy mình có nói là tại sao mùa hè không mặc một cái áo sơ mi summer vibe, giống như lúc nãy mình nói trước khi chúng ta bắt đầu cái challenge này đó mọi người. Đây là cái áo sơ mi mà Danh chọn mặc trước, và cái áo này có giá là 700.000, nhưng mà giống như mình nói thì với cái budget đó thì chúng ta có thể mua bất kỳ gì mà chúng ta muốn, nhưng mà chỉ ở trong cái budget đó thôi mọi người. Và giống như mình nói thì có thể mình sẽ join cái challenge này, nhưng mà mình thấy chỉ có một cái quần có size của mình, nhưng mà mình không biết là mình có vừa không. Nhưng mà đây chính là một cái quần camo, một cái quần short camo. Lúc nãy mình thấy ở đằng sau họ có size double XL, các bạn có thể thấy ở đây. Và đối lại cái quần này thì chỉ có giá là 400.000 thôi. Nhưng mà mình không join cái challenge này, mà có thể là mình sẽ vào trong cái phòng thử đồ và mình sẽ thử xem mình có vừa cái quần này không. Nếu mà có thì chắc là hôm nay mình sẽ hop ở ngoài là cái quần này dành cho bản thân của mình. Đi thôi mọi người. Và lúc nãy khi mà Lâm với lại Danh đang lựa những cái áo thun ở đây thì mình thấy ở đây họ có một cái áo thun size XXL, nhưng mà chắc chắn là mình nghĩ không có vừa, tại vì cái áo này nhìn khá là ngắn đó mọi người. Do đó giống như mình nói, người mình không có cân đối, đôi khi cái chiều ngang nó sẽ vừa nhưng mà chiều dài sẽ hơi ngắn. Đó cũng là lý do tại sao mà local brand đôi khi họ sẽ có những cái rập riêng dành cho mình. Nhắc tới local brand thì có thể là chúng ta sẽ có một cái video challenge khác dành cho local brand, nhưng mà mình nghĩ là không có tới 100 đô, tại vì 100 đô có thể mua rất là nhiều đồ đến từ local brand. Do đó thì chúng ta có thể có cái video mà 1 triệu outfit mùa hè đến từ local brand, và đó có thể là cái video tiếp theo. Các bạn hãy stay tuned nha. Và chắc là bây giờ mọi người cũng đã lựa đồ xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phòng thay đồ và để xem họ sẽ có outfit gì cho chúng ta ngày hôm nay nha. Đi thôi mọi người. Và sau 15 phút thì anh Danh và anh Lâm cũng đã chọn ra được một cái bộ đồ cho cái challenge ngày hôm nay trong 2 bộ mà họ đã thử trong những cái scene lúc nãy. Thì bây giờ chắc là mình với lại anh Lâm và anh Danh sẽ đi qua đó thanh toán và xem mọi người sẽ còn lại bao nhiêu trong cái khoản budget của họ, và đó sẽ là cái phần tiền còn lại dành cho cái đôi giày mà họ sẽ mua lát nữa khi mà chúng ta tới Saigon Central. Ok, đi không mọi người? Và đó chính là cái nơi mà mình, anh Danh và anh Lâm đã quay cho cái challenge 100 đô để có thể mua quần và áo. Thì các bạn có thể thấy là anh Lâm với lại anh Danh đã thay cái bộ đồ mà họ đã mua cho cái challenge ngày hôm nay ra, để lát nữa khi mà họ tới Saigon Central ngay cái cửa hàng của Vans để có thể mua giày đó mọi người. Các bạn có thể thấy được cái nhìn rõ hơn về cái outfit của họ ngày hôm nay. Next stop, Saigon Central, let's go. Và bây giờ thì chúng ta đã tới cái location tiếp theo, cũng là cái location cuối cùng cho cái challenge, cái video này. Thì bây giờ mình đang ở tại Vans và anh Lâm và anh Danh đang lựa giày rồi, mọi người đã bắt đầu lựa giày rồi. Và bây giờ thì mình sẽ hiện cái budget của họ còn lại. Lâm nè, Danh ở đây, và đó sẽ là cái số tiền mà họ còn lại để có thể mua cái đôi giày, cái phần duy nhất để họ có thể hoàn thiện cái outfit của họ cho cái challenge ngày hôm nay. Và ngoài ra lúc nãy khi mà bước vào trong thì mình có thấy một cái đôi giày mình khá là thích, do đó thì để xem họ có size của mình không. Ok, let's shop. Và giống như lúc nãy khi mà mình đang đứng ở trước cái cửa hàng của Vans thì mình có nói là ở tại cửa hàng có một cái đôi giày mình rất là thích và hy vọng là sẽ có size của mình, nhưng mà size to nhất chỉ là 44 thôi mọi người. Nhưng đây chính là 2 cái phối màu của Vans Star 36, và mình đã từng có một cái đôi Vans Star 36 này rồi, nhưng mà lại là phối màu khác. Nhưng mà đây là 2 cái phối màu mà cái này là giá bao nhiêu vậy? Có ơn chị 1.650.000 cho một cái đôi giày này. Nhưng mà đối với lại Danh và Lâm mà nếu mà mua cái đôi này thì chắc chắn là bị over budget rồi mọi người. Nhưng mà không sao cả. Nhưng mà đây là 2 cái đôi giày mà mình cảm thấy, 2 cái phối màu mình cảm thấy rất là mùa hè mọi người. Và nếu các bạn ở ngoài đó mà đang muốn tìm một cái đôi giày để mang cho mình xuyên suốt cái mùa hè này thì mình sẽ recommend cái đôi giày này. Đó chính là đôi Vans Star 36, một cái màu đỏ cam với lại một cái màu xanh, với lại màu xanh da trời ở đây rất là đẹp với mọi người. Và đó chính là một cái scene khi mà mọi người đã tìm ra được cho mình một cái đôi giày để hoàn thiện cái outfit ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều fail và đã bị over budget, nhưng mà không sao cả. Nhưng mình vẫn hy vọng là các bạn thấy được những cái giá trị của từ quần áo cho tới giày xuyên suốt cái video này. Và các bạn có thể biết được là mình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu, dành cho cái budget bao nhiêu để có thể có một cái outfit dành cho mùa hè. Một lần nữa shout out tới anh Danh và anh Lâm vì đã hỗ trợ mình để có thể shoot cái video này. Và giống như mình nói, mình không thể nào mặc vừa những cái món đồ, tại vì ở đây họ không có size, do đó thì mình phải nhờ cái sự hỗ trợ của họ. Và đối với những cái sự lựa chọn của họ xuyên suốt cái video này, từ quần áo cho tới giày, thì chắc chắn đó là những cái ý kiến cá nhân và những cái sự lựa chọn mà họ nghĩ là sẽ phù hợp với lại bản thân của họ. Do thì mọi người sẽ có ý kiến khác nhau. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào trong xem mọi người đang như thế nào, và chúng ta sẽ thanh toán và sau đó sẽ quay trở lại đây một lần nữa và sẽ có một cái nhìn rõ hơn về cái outfit của họ, và đồng thời chúng ta sẽ outro cái video này nha. Lát nữa gặp lại mọi người. Và đó chính là kết thúc của cái video ngày hôm nay, cũng là cái challenge outfit mùa hè dưới 100 đô. Và các bạn có thể thấy là fail và fail, tại vì thật sự ai cũng bị over budget hết mọi người. Nhưng mà có lý do là tại vì anh Lâm với lại anh Danh á, đã lựa cho mình một cái đôi Vans Star 36 có giá là 1.650.000. Nhưng mà nếu mà các bạn lúc đầu đã chọn cái outfit từ 900 cho tới 1 triệu, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng 1.350.000 để có thể mua một cái đôi giày classic ở tại Vans. Chắc là bây giờ thì mình sẽ outro cái video này, nhưng mà cảm ơn anh Lâm tại vì hôm nay đã hỗ trợ em trong cái video này, với lại Danh tại vì hôm nay đã, nếu mà không có ở đây thì không thể nào mà có thể hoàn thiện cái video ngày hôm nay. Chắc là bây giờ mình sẽ outro cái video này một cách old school nhất. Thì mình hy vọng các bạn enjoy cái video này, và nếu các bạn thích cái video này thì hãy để lại một dấu like nè, kế bên dấu like có dấu subscribe, smash dấu subscribe luôn, kế bên dấu subscribe có chuông nhỏ nhỏ các bạn biết ở đó, hãy nhớ một cái chuông đó để nhận notification từ YouTube mỗi lần mình nói video mới lên. Một lần nữa mình là Fabo Nguyen và mình là Lâm DJ 74, mình là Danh. Hẹn lại bạn cho những video tiếp theo nha. Peace out.